Cảm ơn quý vị đang trực tuyến chương trình Kim Tiền Sát Phạt của chúng tôi. Trích Thùy Linh rất hân hạnh được tham dự vào chương trình này để mang lại cho quý khán thính giả công thức và khái niệm mua bán, trao đổi trên thị trường chứng khoán và bất động sản với mục tiêu làm ra tiền lời và thật là nhiều lời. Cùng với Thùy Linh trong chương trình ngày hôm nay là anh Nguyễn Thanh Vũ, Giám đốc điều hành công ty NTV Financial Group. Anh là một investment banker, underwriter, có đường dài kinh nghiệm sát phạt trên thị trường chứng khoán trong 2 thập niên qua với Goldman Sachs. Dạ, xin chào anh Vũ. Chào Trích Thùy Linh, chào quý vị thính giả đã trở lại chương trình của chúng tôi hàng tuần. Kính thưa quý vị, đây là lần đầu tiên tôi có co-host mới, đây là Trích Thùy Linh. Thùy Linh có rất là nhiều kinh nghiệm cố vấn quý vị trong vấn đề bất động sản. Chương trình chúng tôi lúc nào cũng mang đến những cái công cụ về đầu tư. Thí dụ như là bên tôi thì tôi heavy trading bên stock. Còn tôi muốn một người co-host chúng tôi lúc nào cũng là có cái kinh nghiệm hay là có cái hiểu biết hay là cái kiến thức bên bất động sản. Tại vì tôi nghĩ rằng đó, hai cái đầu tư đó nó đều giống nhau, có phải không Thùy Linh? Dạ, dạ thưa anh, rất đúng. Trong thị trường chứng khoán và bất động sản, em nghĩ là hai cái đó nó đi đôi với nhau, nó cũng là một cái investment mà có thể make rất là nhiều money if mình có cái knowledge, hiểu biết và có sự giúp đỡ của những người chuyên môn thì chắc chắn là mình sẽ make rất là nhiều money. Very good. Tuần này thì không biết là Thùy Linh có nhận được những câu hỏi nào của khán giả đưa vào không ạ? Dạ thưa anh Vũ, cũng như quý khán thính giả, trong tuần qua thì Thùy Linh cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi và nhân tiện đây thì Thùy Linh sẽ hỏi anh Vũ ngay trên truyền hình để anh Vũ có thể trả lời trực tiếp với quý khán thính giả. Để mở đầu chương trình thì câu hỏi thứ nhất, xin anh cho biết nhận định về thị trường trong 10 ngày tới đây. Thường thường thì bước vào chương trình thì tôi sẽ nhận định 10 ngày. Câu hỏi này thật sự ra tôi đã trả lời một lần. Của tuần trước là tôi sẽ xác nhận rằng thị trường nó đang củng cố từ cái level 23.300 cho đến 23.600, thì chuyện đó đã xảy ra rồi. Quý vị thấy trong vòng 6 ngày trước là thị trường nó lên và nó thử lại cái 23.600. Trong vòng 10 ngày nữa thì sẽ xảy ra. Trong 5 ngày đến 10 ngày nữa quý vị sẽ thấy có thể thị trường sẽ củng cố và xuống trở lại để mà thử lại cái level của 23.400, 23.300 để create, nó kêu là double legs, hai chân. Thường thường không thể nào mà thị trường nó chỉ có một chân, ít nhất phải có hai chân đến ba chân để mà nó giữ một cái technical đó, trong cái hệ thống mà technical trading đó nó phải cứng để mà nó mới xác nhận rằng đó là cái thấp của cái điểm thời điểm đó. Chứ nếu không đó, nó lần đầu tiên xuống mà không có quay xuống để mà thử lại thì nó không biết rằng cái đó có phải là cái mức thấp nhất để mà chuẩn bị đi lên hay không, thì những nhà đầu tư họ sẽ không có dám nhảy vô để mà mua thêm để mà tăng thêm một cái lượng giá nữa. Thì đó là trong cái thị trường củng cố. Như vậy trong cái thị trường củng cố thường thường đó, mình cũng có cách làm ra tiền. Có phải không Thùy Linh? Dạ, thì trong dạ, bất động sản thì Thùy Linh làm sao để mà làm ra tiền khi mà nó đang củng cố như vậy? Kính thưa quý vị, trong bất cứ cái market nào, nói về bất động sản thì mình nói theo cách bất động sản thì trong bất cứ cái market nào, seller market or buyer market, chúng ta đều có thể make money. Chúng ta đều có thể, thị trường lúc nào cũng rất là tốt. Ai hỏi Thùy Linh về thị trường hiện tại bây giờ ra sao thì lúc nào em cũng trả lời là rất là tốt. Mình có thể mua, mình có thể bán. Thì trong trường hợp mà thị trường củng cố thì mình vẫn có thể có được lợi nhuận trong vấn đề kinh doanh của mình. Thì thường thường thì khi mà bên đó bất động sản mà thị trường nó củng cố như vậy đó, nó consolidate đây đó, thì mình làm cái gì để mình làm ra tiền? Dạ thưa quý vị, trong trường hợp đó thì theo kinh nghiệm của Thùy Linh thì chúng ta nên làm flipping. Flipping nghĩa là làm sao? Flipping tức là mình sẽ mua những căn nhà mà có thể cần một chút ít sự sửa chữa. Và mình sẽ mất lợi nhuận từ đó và mình sẽ sửa chữa một chút xíu rồi mình turn around and mình bán nó liền, mình make profit right away. Hay quá. Quý vị thấy đây là một cố vấn đặc biệt cho chúng ta. Quý vị thấy không phải lúc nào cũng flipping nhà là đúng. Khi thị trường nó đang đi xuống rất là mạnh mà quý vị mua căn nhà vô rồi sau nữa sửa xong sửa rồi sửa chữa xong thì nó tụt xuống mức tiêu rồi. Mức tiêu rồi thì bây giờ bán lại không có lời. Cho nên nó
cái flipping nó chỉ happen khi mà nó thị trường nó củng cố trên, giữa hoặc là thấp, đúng không Thùy Linh? Dạ đúng. Điều đó. Còn nếu mà nó đang vừa lơ tăng giá dùng dục thì mình sửa xong mình bán lợi được chút xíu, rồi cái nào nó lên quá nhiều thì mình lại không có cái cơ hội make money, phải không? Đúng rồi. Cho nên quý vị thấy Thùy Linh rất là kinh nghiệm trong vấn đề này. Còn trong chứng khoán thì chúng ta không cần phải mua stock hay là mua cổ phiếu về rồi sửa lại để bán. Nó đơn giản thôi. Thì là mình chỉ bán cái put hoặc là cái call. Put có nghĩa là mình muốn thị trường xuống thì mình mua cái put, còn muốn thị trường đi lên thì mình mua cái call. Thì bây giờ thay vì mình đi mua thì mình đi bán cái option đó. Lý do đơn giản là nếu mà thị trường nó đang đi ngang, nó củng cố lại, thì quý vị bán cái option đó thì thời gian của cái option đó nó nằm bên phía của mình, nó là bạn của mình. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là giống như là cục nước đá, option như là cái cục nước đá vậy đó Thùy Linh. Khi mà mình bán một cục nước đá cho một người nào đó, cục nước đá nó sẽ từ từ nó bị melting, đúng không? Nó bị bốc hơi, nó bị melt. Mà khi mà nó melt theo thời gian, thì tùy cái thời gian bao lâu thì cục nước đá nó lớn nhỏ thì nó melt chậm hay lẹ, từ từ thì nó hết thôi. Thì khi mà nó melt hết thì là cái tiền mà lỗ đó là cái người mua cái option. Mà cái thị trường không lên xuống, nó đi ngang, thì mình là cái người lời. Cho nên trong cái giai đoạn đó thì quý vị cứ việc bán hai cái option, bán cái call option và cái put option, để mà lấy cái premium hay là cái tiền lời đó về cho mình, và expect rằng đó thị trường nó lên xuống gì, nó đi ngang đi qua đi lại gì mình cũng lời, đúng không? Cái điều đó rất là quan trọng. Còn bên bất động sản mình có deal với option không Thùy Linh? Dạ thưa anh, có. Bất động sản cũng tương tự như vậy, chúng ta cũng có option. Để Thùy Linh cho quý vị một thí dụ. Đó là ví dụ như quý vị mua một căn nhà, có một căn nhà trị giá khoảng 500.000, nhưng mà quý vị chưa có muốn mua ngay lập tức, quý vị muốn chờ trong vòng 1 năm, 2 năm sau đó quý vị mới mua, thì quý vị có thể bỏ một cái deposit khoảng 60.000 tới 100.000 gì đó, rồi 2 năm sau quý vị bắt đầu mới trả cái căn nhà đó là 500.000. Ok. Có nghĩa là cái người mua có quyền đặt cái giá 500.000 đó rồi. Dạ. Tại vì thị trường nó đang, ví dụ cái nhà nó đang là trị giá 500.000 thì là người ta đi mua cái option, là họ mua cái quyền lợi để mà mua cái căn nhà đó với giá là 500.000. Và họ phải deposit khoảng 60-100.000 tùy cái sự thỏa thuận. Đúng không? Xong rồi đó, trong vòng 2 năm đó mà nếu mà họ nhà nó lên tới 1 triệu đô đi. Thì cái người bán, người bán họ vẫn phải commit cho cái contract đó là 500.000. Vậy thì người mua sẽ rất là có lợi. Và cái người mua đó họ cũng có quyền bán cái contract lại, đúng không? Đúng rồi. Thế thì tại vì mình cái nhà đó trị giá 1 triệu rồi thì mình có quyền bán lại cái contract đó mình lại 500.000, mặc dù mình mới deposit có 100.000 thôi. Ví dụ như vậy. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp ngược lại mà cái nhà nó xuống, thay vì nó lên 1 triệu nó xuống còn 400.000. Thì cái người mua phải làm sao? Dạ, lúc đó thì người mua cũng có cái option để get out of that contract, nhưng người mua sẽ bị lose cái deposit, họ sẽ bị mất cái tiền deposit, cái premium mà họ đã đặt vô. Có nghĩa là cái người mua đó, họ không bị obligate là bắt buộc phải mua cái nhà. Đúng. Họ chỉ bỏ cái deposit đó xuống và họ mất cái deposit 100.000 đó, tại vì nó là giống như là cục nước đá đã melt, nó đã hết hơi, hoặc là họ không có lựa chọn trong vòng 2 năm để mua nữa, thì đó là cái sự lựa chọn của họ. Đó không? Thì họ minimize cái loss của họ. Còn nếu thí dụ như lúc cái thời điểm đó họ mua cái nhà 500.000 mà tự nhiên nó xuống còn 100.000 thí dụ vậy, thì họ mất tới 400.000, đúng không? Trong khi đó nếu mà họ mua cái option thì họ không có mất nhiều như vậy. Mất một số nhỏ cái thôi. Limit đó thôi. Thì quý vị, trong stock nó cũng có cái cách như vậy, và trong bất động sản cũng như vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng đó, cái đầu tư là tùy cái sự lựa chọn, có phải không? Cho nên cái công cụ nó có cho mình. Mình muốn chạy, ví dụ muốn đi một khoảng đường, mình muốn đi xe bus, xe hơi, đi xe đạp, đi ngựa, đi máy bay, đi xe đò, tất cả là sự lựa chọn của mình. Tại vì trong tất cả những cái môi trường đầu tư nó đều có cái vehicle, hay là nó có cái, nó kêu là cái công suất để mà đưa mình đi. Có phải không Thùy Linh? Đó, cho nên quý vị nào mà thấy bất động sản mà dễ dàng hay là nó hợp với mình hơn trong vấn đề mà mua bán và trao đổi, hay là trong vấn đề mà trading, thì liên lạc với Thùy Linh sẽ làm cho quý vị từ thị trường đi lên, đi xuống, đi ngang. Thùy Linh cũng làm được điều đó, có không Thùy Linh? Còn bên stock thì quý vị cứ việc liên lạc tôi để đặt những câu hỏi, rồi tôi sẽ giúp cho quý vị thêm. Rồi còn những cái câu hỏi nào mà của khán giả nữa? Dạ,
thì khi mà mình nói về thị trường thì nó sẽ có hai vấn đề, đó là fake out và break out. Vậy xin anh Vũ giải thích thêm về fake out và break out là gì và tại sao nó thường xảy ra trong khi trao đổi. Những show trước tôi có nói sơ về hai cái chữ, nó là fake out và break out. Thì thường thường á, trước khi thị trường nó định một cái hướng, ví dụ sau khi cái thị trường nó củng cố rồi, thì trước khi nó đi lên hoặc đi xuống thì nó sẽ có một cái giai đoạn nó kêu là fake out hoặc là break out. Fake out hoặc là fake down, hoặc là fake up hoặc là fake down. Thì cái fake đó là gì? Nó là giả vờ, nó là giả bộ lấy đà thôi, chứ không phải thật sự là nó đi lên. Thí dụ như bây giờ một cái thị trường nó đang củng cố đi ngang, ví dụ như Dow Jones, thị trường mình bây giờ đang củng cố đi ngang, thì bây giờ khi mà trước khi mà nó break out từ một cái level mạnh hơn đó, thì là nó sẽ lấy đà, nó đè xuống thật là thấp đi ao ao xuống trong vòng một giai đoạn rất là ngắn. Để làm gì? Để cho tất cả những người nào họ đợi, họ chờ, họ đợi, họ mệt mỏi quá và cuối cùng họ chịu không nổi và họ đi ra, thì bị vướng vào cái đó. Tức là những người đó là sanh sao để muộn mà lại bị vướng vào giai đoạn đó rồi thì nó mới từ đó đi lên. Mà khi nó lên rồi nó không có quay đầu trở lại, là cái những người đó bị rất là hối hận, rất là tiếc, rất là nói tại sao tôi không thể nào giữ được, chỉ còn 2 tháng 3 tháng nữa tôi giữ không được. Những cái nhà tôi hay là trong nhà cửa cũng vậy phải không? Thùy Linh, dạ. Biết bao nhiêu người có 5 căn, dạ. 7 căn cái thời mà nó xuống, mà trước mà họ cầm cự cũng lâu, họ cầm cự cũng 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, có khi có người cầm cự đến 4 5 năm sau lận quý vị. Rồi thì chỉ còn có mấy tháng cuối cùng thôi phải không? Trước khi cái thị trường nhà nó boom lại thì họ let go everything, yeah. Và họ never look back again. Những cái đó họ rất là đau khổ, và tới ngày hôm nay họ vẫn còn bị shock vì những, yeah, cái decision đó, yeah. Thì tôi nghĩ những cái fake down và những cái fake up đó nó sẽ clean out, hay là nó sẽ phế thải ra tất cả những cái last drop của những cái người nào mà chịu không nổi nữa. Thì tôi nghĩ cái điều đó là cái trong thị trường nào nó cũng phải làm như vậy để mà nó đẩy đi. Trong thị trường chứng khoán đó, cái fake down đó nó làm là sao quý vị? Tại vì quý vị vô cái hệ thống, quý vị có nhiều khi lazy, mình để stop loss đúng không? Ví dụ như cái cổ phiếu nó làm 70 đô mà mình nói thôi bây giờ hãy xuống tới, thấy nó là 72 đô mà nó xuống tới 70 đô thì mình bán đi. Thì quý vị để cái stop loss là 69 đồng 75 cent. Rồi thì khi mà quý vị để như vậy đó, thì khi mà thị trường nó xuống dưới cái đó thì nó bán đi mà quý vị không bị lỗ nữa. Nhưng mà đó, quý vị không biết rằng đó, khi cái vàng trước khi nó lên đó, thì Wall Street mà tụi market maker nó nhìn thấy những cái stop loss order đó exposed, rồi thì nó đẩy một cái một để mà nó gom hết tất cả những cái order đó. Nó đẩy cái rầm xuống, cái là tất cả những order bị bung ra hết, bán hết trong vòng có 3 ngày sau thôi là nó bật ngược lên, nó đi lên 80, 90, 100. Quý vị thấy không? Đó là đó là kim tiền sát phạt. Nó sát phạt là do đó. Cho nên chúng tôi sẽ trở lại chương trình với quý vị. Tristan có câu nào nói thêm về cái vấn đề này trước khi mình vô break không? Để tiếp lời của anh thì em nghĩ là trong vấn đề đầu tư và trong bất cứ vấn đề đầu tư nào, chúng ta không những chỉ là cái knowledge, không những chỉ là những cái hiểu biết về thị trường, nhưng mà cái vấn đề quan trọng nữa đó là control cái emotion của mình một chút xíu, để mình không có bị quấn theo những cái lên xuống hay là những cái ảnh hưởng từ bên ngoài, để mình có thể make better decision. Mình đã gọi là đầu tư, đã gọi là gamble, thì bắt buộc mình lúc nào mình cũng phải chiến thắng, lúc nào mình cũng muốn thắng mà mình không muốn thua. Sau đó thì mình phải control cái emotion của mình, cộng thêm với lại những hiểu biết hoặc những advice từ những người specialist giống như là anh Vũ đã có rất là nhiều kinh nghiệm trong thị trường chứng khoán. Chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình sau phần quảng cáo, quý vị ở lại để mà tune in chương trình với chúng tôi, để cho những nhà tài trợ của chúng tôi dừng máy khi trở lại thì có cái gì nữa, dạ, mình sẽ mang tới cho quý vị Thùy Linh. Dạ, xin quý vị hãy đừng rời màn hình vì chúng tôi sẽ trở lại ngay với phần cổ phiếu trong tuần. Đó là chúng ta sẽ được anh Vũ cho biết là trong tuần này có những cổ phiếu nào đang rất là hot và quý vị nên pick out. Thì ngay sau phần quảng cáo của các nhà bảo trợ, chúng tôi sẽ trở lại liền.